Cảm ơn quý vị đã không rời máy. Bây giờ nên chúng tôi xin phép tiếp tục phân tích. Nãy giờ anh em chúng tôi có trình bày cái thói của Trung Cộng là muốn dạy dỗ người ta coi mình như là bá chủ, dạy dỗ người khác nước khác và trừng phạt người khác nước khác. Và riêng thời kỳ Tổng thống Biden thì Trung Cộng dè dãn ông Biden để và trả thù ông Tổng thống Trump, nhưng mà không có thành công, không có thành công. Đó là phần 1. Phần 2, thưa anh Biên. Vâng, cái vấn đề như nhà báo Vy Anh có nói hôm nãy là cái ông tân ngoại trưởng, tức là ông Blinken, ông ấy cũng xác nhận rằng là cái đường lối của Tổng thống Trump là đúng đắn. Và ông, và đồng thời cái lời của ngoại trưởng, cựu ngoại trưởng ông Pompeo nói rằng là bây giờ phải cứng rắn với Trung Cộng là đúng, không có gì sai cả. Thì bây giờ đã có vấn đề như vừa rồi đó, thì nhà báo Vy Anh có đề cập tới ông Nguyễn Phú Trọng, người cũng là gọi là như là bị trốc bệnh hoạn dùm sao choáng suốt hơn những người khác được. Thì bây giờ trong trường hợp đó, thì cái trường hợp này đó, thì trong trường hợp này người ta nói là ông Biden có lẽ là với cái tuổi già nó cũng thể nhiều cái ăn nói cũng hớ, cũng quên đầu quên đuôi. Nhưng mà cái điều đó là Trung Cộng tưởng rằng nghĩa là có thể giúp ông Biden lên làm tổng thống được thì có thể sai bảo gì cũng được. Đó là điều sai lầm. Thì thứ nhất là đối với Mỹ là tam quyền phân lập, tức là có tư pháp, lập pháp và hành pháp, ba cái quyền nó ngang nhau. Thế nên là một mình ông Biden cũng chẳng làm gì được. Bởi vì Trung Cộng á, thì cái hồi, cái kỳ vừa rồi thì người ta có nhắc đến cái vụ là Trung Cộng đã giúp đỡ, tức là ông Biden lên làm tổng thống. Thì cũng giống như đời xưa mà Lạm Bất Vi mà đi buôn, người ta hỏi Lạm Bất Vi rằng bây giờ nếu buôn cái gì lớn nhất, buôn vàng thì lời gấp 3, gấp 4, buôn ngọc thì lời gấp 100, còn buôn vua thì cái lời không thể nói được. Thế vì vậy mà cho tưởng rằng là buôn tổng, cái tổng thống Mỹ là có thể được, nhưng mà hoàn toàn không được. Bởi vì chính có khi những người như Lã Bất Vi về sau là còn chính bị hại nữa. Vậy thì cái chuyện đó, làm trời làm thì những người đó làm ngay thẳng thì thế nào cũng được phúc đức của người làm cái chuyện vấn đề mà ác thế nào cũng bị vạ. Vì vậy mà những lời cảnh cáo này của không thể dọa được Anthony Blinken, người được đề cử làm tân ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã được Thượng viện phê chuẩn. Ông Blinken trong một cuộc điều trần trước Thượng viện đã khẳng định ông Trump có lý, khi áp dụng đường lối cứng rắn trước Trung Quốc, hứa sẽ giữ nguyên mục tiêu, chỉ thay đổi về mặt chiến thuật dựa vào các đồng minh. Anthony Blinken cũng sử dụng từ diệt chủng của Mike Pompeo về hồ sơ tân cương. Theo Le Figaro của Pháp nhận định, phía sau lời ngon lẽ ngọt công khai, Bắc Kinh chuẩn bị một cuộc so găng lâu dài và kịch liệt, bày tỏ một sự tự tin về một nước Mỹ đã yếu đi và ngọn gió lịch sử được cho là đang thuận chiều cho Trung Cộng. Cái kiểu ngoại giao nước lớn, cái kiểu ngoại giao bành trướng bá quyền của Trung Cộng đó, thưa quý vị, bộc lộ cái gì? Nó bộc lộ cái ý đồ của Tập Cận Bình là tính sổ với Tổng thống Trump, chính quyền Trump, để dằn mặt tân Tổng thống Mỹ Biden. Ý đồ có mưu tính rõ ràng, nổi bật nhất trong tuần lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46, tức là ông Biden, đó, ngày 20 tháng Giêng, của ông Joe Biden. Ngay ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, hầu như tất cả các nhân vật lãnh đạo trên thế giới đều gửi lời chúc mừng với tân tổng thống dưới mọi hình thức. Riêng Trung Cộng đến ngày 21 mới thấy phát ngôn viên ngoại giao Xuân Quánh lên tiếng bày tỏ hy vọng là quan hệ với chính quyền mới Hoa Kỳ sẽ dựa trên cơ sở lý trí, một mong muốn được lặp lại. Một hôm sau trên Twitter, theo đó quan hệ Mỹ-Trung nên sớm đi trở lại đúng hướng, toàn là kêu bằng dạy dỗ người ta không ạ. Một cái vô phép vô cùng là ông Tổng thống Trump
thay vì đưa ra một cái thông cáo từ, xin lỗi, ông Tập Cận Bình, thay vì đưa ra cái thông cáo từ đảng nhà nước cấp trung ương cao nhất để mà chào mừng ông Biden, tân tổng thống Hoa Kỳ, ông lại cho một cái người kêu bằng phát ngôn viên thôi để mà chia sẻ. Trong khi đó Pháp, Đức, Anh là những cái nước lớn đó, thưa quý vị, đều lãnh đạo quốc gia đó lời chúc mừng, cảm ơn ông Biden. Bởi vì muốn hay không muốn, cái chuyện của Hoa Kỳ tranh chấp tổng thống đó là cái chuyện của Hoa Kỳ, nhưng mà đứng về phương diện pháp lý đầy đủ, hiến định Hoa Kỳ, ông nào đắc cử tổng thống thì nước, các nước khác người ta tôn trọng. Đó là cái nguyên tắc về chính quyền. Nhưng mà Trung Cộng thì coi thường ông Biden đến cái mức mà chỉ cho phát ngôn viên ngoại giao xung quanh á, nghĩa là gửi lời mừng, mong muốn được lặp lại một hôm cái sớm đi trở lại cho đúng hướng. Thưa quý vị, cũng dạy dỗ người ta đi đúng hướng, đi trật hướng của một quốc gia là cái chuyện của nước đó, nhân dân đó, chứ Trung Cộng xin lỗi không có quyền gì mà xen vô nói anh đi đúng, anh phải làm cái này, do this not do ta. Đó là cái cách ngoại giao một chiều bá quyền mà chắc chắn 100% dầu tổng thống Biden chưa có tuyên bố gì nhưng mà chắc chắn ông cũng không hài lòng. Chúng tôi nhớ cái nào đúng thì chúng tôi trình bày cùng quý vị để rộng đường dư luận. Trong cái kỳ bầu tranh cử đó thì có lúc ông cũng bực bội quá, ông bị áp lực dân chúng, ông Biden bị áp lực dân chúng là phải chống Trung Cộng, thì ông cũng nói ông Tập Cận Bình là một kẻ côn đồ. Cái chữ đó tôi còn nhớ ở trong dấu ngoặc kép, không biết anh còn nhớ chữ đó thưa anh. Ngoài ra còn nói về vấn đề là Trung Cộng là người diệt chủng như Ngô Duy Ngữ nghĩa đó. Thì đấy là một cái điều mà cái thực tế đó là như vậy, chúng ta không có thể chối bỏ được. Và đồng thời người ta thấy rằng đối với Trung Quốc, tại sao người Trung Quốc có phải hằn học với Mỹ như thế? Bởi vì hồi nhớ là có lẽ là Trung Quốc đã bị Mỹ cũng là làm những điều điêu đứng, như cái hồi mà Kosovo đó mà Mỹ đã bắn ngay vào tòa đại sứ của Bắc Kinh, thành thử ra cái đó nó hận, như họ hận như thế. Vì vậy mà họ cách trả thù bằng cách là hồi đó thì chẳng hạn ông Obama đó, khi mà mọi nước, kể tất cả nước khác đến thì ham muốn phát súng để chào mừng Obama, chẳng những không có chào mừng mà lại không được có cái thang để mà xuống nữa, mà không trải thảm đỏ thì cũng một hình thức để trả thù. Đến bây giờ đó thì hiện bây giờ thì những cái mà Trung Cộng cho rằng mình bây giờ đã là những người giúp ông Biden lên làm tổng thống rồi thì có quyền đòi hỏi, và đồng thời có những cái lời nói có vẻ là khinh thường, chẳng hạn như nhà báo Jiven vừa nói rằng là tất cả những cái lời mà chính nghĩa phải là một quan chức thì để cho một ông Hoa Xuân Oánh để nói, để có một gửi lời như thế là nhắn nhủ tới Biden thôi, cái chuyện đó là cái chuyện tầm thường và sự rốt nát của ngoại giao của Trung Cộng. Theo ghi nhận của kênh truyền hình Mỹ CNBC, trong suốt 30 tiếng đồng hồ trước đó, sau lễ nhậm chức của ông Biden, các quan chức và báo chí Trung Quốc gần như chỉ nói về các biện pháp trừng phạt mà Bắc Kinh vừa loan báo nhắm vào 28 nhân vật chủ chốt trong chính quyền ông Trump. Trong đó có cả cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo hay là cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien. Đối với giới quan sát, hành động của Trung Cộng không đơn thuần là nhằm trả đũa quan chức trong chính quyền Trump vào lúc những người này không còn giữ những chức vụ chính thức, mà còn là một thủ đoạn nhằm răn đe các giới chức mới trong tân chính quyền Mỹ, còn muốn vào, nghĩa là xía vào nội bộ như vậy đó. Theo nhân vật đồng thời là cố vấn của chính phủ Trung Quốc, đó là một lời cảnh báo cho các chính trị gia tương lai. Lối quá, cái đó là ngoại giao lan xoáy là đúng rồi. Hết biết, không biết sao chứ tôi thấy, không biết ông có, ông Tập Cận Bình, ông coi mình là thiên tử. Và cái giấc mộng Trung Hoa, cái chữ Trung Hoa quý vị cũng thấy, cái bông mà nó, cái bông giữa mà. Đó. Cái
cái đầu óc lúc nào cũng coi mình là cái bằng số 1 ở trần gian này. Nhưng tổng thống Biden theo nhật báo Anh nhắc lại rằng ông Biden đã từng gọi Tập Cận Bình là côn đồ. Ông này lớn tuổi, có thể nói ăn nói cũng kỹ, nhưng mà ông dùng cái chữ cũng nặng lắm không phải ha, và dù côn đồ, và tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn chống lại Trung Cộng. Gần đây ông đã bổ nhiệm Kurt Campbell, một chuyên gia kỳ cựu về châu Á, làm phụ trách cho khu vực. Ông Antony Blinken, ứng viên ngoại trưởng của ông Biden, đã được quốc hội thượng viện chuẩn thượng rồi, thì xác định rằng ông không đồng ý với cách ông Trump thực hiện chính sách Trung Quốc, nhưng ông thấy rằng cựu tổng thống Trump đã đúng khi thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn với Trung Cộng. Còn Evren Hennes, người sắp trở thành giám đốc tình báo quốc gia CIA của chính quyền Biden, cho biết bà ủng hộ lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh và cách tiếp cận Trung Cộng của Mỹ phải đáp ứng về cơ bản thực tế của một quốc gia hiện đang đặc biệt quyết đoán và hung hăng. Quý vị thấy, ông cố vấn về an ninh, ông ngoại trưởng, bà giám đốc CIA và cái người sẽ phụ trách về Á Châu Thái Bình Dương của chính quyền mới. Bốn người thì đồng ý coi Trung Cộng là một kẻ hung hăng, táo bạo, không có thuận lợi, không có tốt đối với Hoa Kỳ. Nếu mà muốn nó, còn chúng tôi nhớ trong thời Tổng thống Trump có một cái cuộc thăm dò hết sức kỹ lưỡng của tổ chức Pew, dân chúng Hoa Kỳ 70% coi Trung Cộng là kẻ thù số 1 của nước Mỹ và nhân dân Mỹ. Như vậy đó, thì dầu ông trừ ra ông Tập Cận Bình, ông làm bùa, làm phép làm sao mình không biết. Chứ còn những ngày sắp tới là Trung Cộng với chính quyền Biden chắc chắn là có rất nhiều mâu thuẫn, không chừng nhiều mâu thuẫn, nhiều xung đột còn hơn thời Tổng thống Trump nữa, không chừng đó, thưa quý vị. Cái vấn đề mà người ta bảo rằng đối với cái chế độ cộng sản đó, chẳng hạn như Tổng Bí thư nói là các giới trước phải nghe, nhưng mà đối với chế độ tự do đó, thì cái chuyện đó lại không có. Có thể là chính ông Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng hay Bộ trưởng nào chẳng hạn như không đồng ý với Tổng thống Trump, thí dụ như vậy, trước kia một số các vị đó, thì không phải là họ, cái quan điểm của họ không thấy hợp với Tổng thống Trump, họ chống đối cái điều đó được, và họ không thi hành những điều mà Tổng thống mà làm. Nhưng vì vậy mà ở Trung Cộng thì cứ nghĩ rằng là tất cả những cái gì mà mọi người phải tuân theo cái ông Biden. Và vừa rồi thì trong phân tích thì quý vị thấy rõ rằng là ba cái nhân vật mà ở trong cái tân nội các của ông Biden thì ông ấy đi ngược lại hẳn lại với những cái ý nghĩ mà Trung Cộng muốn có. Chẳng hạn như bây giờ, tức là Trung Cộng muốn nói là hòa hoãn và đồng thời nghĩa là đối với nhau một cách bình đẳng, nhưng mà nói đoàn kết mà thực tế ra có đoàn kết gì đâu. Chưa chi ông đã dở cái giọng gọi là cái giọng mà ra lệnh rồi thì ai chịu cho được. Chính vì vậy mà có thể rằng là cái chuyện mà Tập Cận Bình ra lệnh cho cái ông Nguyễn Phú Trọng thì có thể làm được, nhưng mà nếu mà ra lệnh cho ông Biden thì cấp dưới họ chẳng nghe thì cũng chẳng làm gì được. Vì vậy mà theo nhà báo The Washington Post ngày 21 tháng Giêng cho rằng khi hành động như vậy, giới lãnh đạo Trung Cộng không chỉ đánh vào ekip của ông Trump đã mãn nhiệm, mà còn tìm cách bắt nạt và đe dọa chính quyền Mỹ sắp tới, để ép buộc phải sửa đổi hướng đi. Thủ đoạn này theo Washington Post chắc chắn sẽ thất bại vì nhiều lý do. Ekip của Biden đồng ý với các cáo buộc diệt chủng nhắm vào Trung Cộng hôm 19 tháng Giêng. Trong buổi điều trần trước Thượng viện, Ngoại trưởng Mỹ trong tương lai là ông Antony Blinken đã tuyên bố rằng
ông đồng ý với lời buộc tội diệt chủng của ông Pompeo đưa ra. Ý kiến này không phải là cá biệt. Theo nhiều nguồn tin, ban vận động tranh cử của ông Biden đã đưa ra quyết định như trên sau một cuộc tranh luận nội bộ vào tháng 8. Sai lầm thứ hai của Bắc Kinh là đã cho rằng chính quyền Biden không đồng ý với lập trường cơ bản của chính quyền Trump đối với Trung Quốc. Ông Blinken đã không ngần ngại nói với các thượng nghị sĩ rằng chính sách chống Trung Quốc của chính quyền ông Trump về cơ bản là đúng, và chính quyền ông Trump đã làm đúng khi có một cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc, mặc dù ông không đồng ý với cách thức chính quyền của ông Trump thực hiện. Nói một cách dễ hiểu, gọn gàng, thưa quý vị, chính quyền Trump chống Trung Cộng và chính quyền Biden Dân Chủ cũng chống Trung Cộng. Cái này đó, nó phù hợp với cái truyền thống của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ở trong nước có nhiều khi có những vấn đề có thể mâu thuẫn xung đột với nhau ở Hoa Kỳ. Nhưng mà trên mặt trận ngoại giao và trên chiến trường, lúc nào Hoa Kỳ cũng là một. Hoa Kỳ cũng là một dân chủ. Thí dụ, có chiến tranh đưa quân đội đi ra ngoại quốc, thừa dưới quy dân chủ hay Cộng hòa, ở Quốc hội luôn luôn cũng dành mọi ưu tiên để tăng ngân sách cho quốc phòng, yểm trợ quân nhân đi xa đến trận. Ngoại giao cũng thế. Chúng ta thấy rõ rệt nhất là trong cái vấn đề ngoại giao, Trung Cộng tìm đủ mọi cách, Tập Cận Bình đều tìm đủ mọi cách để trả thù Tổng thống Trump và dè dãn chính quyền Biden. Nhưng mà không được, không được. Ba bốn vị có thể nói nắm vững cái đường lối ngoại giao và tình báo của Hoa Kỳ, từ CIA đến Bộ trưởng Ngoại trưởng cho đến cố vấn về an ninh của ông Tổng thống Biden, chỉ định được Thượng viện phê chuẩn rồi thì cũng thừa nhận rằng cái chính sách đối kháng chống Trung Cộng của ông Tổng thống Trump, của chính quyền Trump, thưa với quý vị là đúng. Tức là quý vị này sẽ theo, quý vị này sẽ theo. Bởi vì đó là quyền lợi căn bản, của quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Thí dụ, nhiều người nói đây thôi, chắc ông Biden này lên cái Biển Đông nè, chắc Mỹ buông. Chắc chắn với quý vị câu đó không có đúng đâu. Biển Đông là một cái vùng chiến thuật mà Hoa Kỳ và Trung Cộng có thể xảy ra chiến tranh lớn. Tại làm sao? Tại làm sao? Thưa với quý vị, vì đó là cái quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Nếu không có tự do hàng hải, không có tự do hàng không ở tại Biển Đông, thì coi như Hoa Kỳ ở một cái thế vô cùng kẹt. Những cái quyền lợi cốt lõi, quyền lợi căn bản mà nước nào mà xâm chiếm thì Hoa Kỳ có thể đối đáp bằng chiến tranh. Ví dụ, dù Tổng thống Cộng hòa hay là Tổng thống Dân chủ mà thấy Trung Cộng ngăn được cái Biển Đông, tức là con đường hàng hải huyết mạch, thì mỗi năm Hoa Kỳ 5.000 tỷ hàng hóa đi qua đó, và ở phía Bắc có 100.000 quân của Hoa Kỳ còn đương đóng ở tại Nhật và ở tại Nam Hàn, bị Trung Cộng có thể phong tỏa. Thưa với quý vị, ông Tổng thống đó mà không có hành động quyết liệt chống lại Trung Cộng để bảo vệ tự do hàng hải, tự do Biển Đông và cái quyền tiếp liệu cho 100.000 quân đó, thì ông Tổng thống đó chắc cũng không tồn tại nổi với Quốc hội đâu, thưa quý vị. Không tồn tại nổi đâu. Mà không bao giờ ông Tổng thống nào làm ngược lại cái ý dân, cái truyền thống đó là phải bảo vệ, bảo quốc an dân. Nên chúng ta đến đây có thể kết luận như thế này. Bề ngoài, trong nội bộ thì chúng ta thấy rõ ràng cái chính quyền ông Trump với ông Biden có thể nói là đối kháng. Đối kháng nhưng mà không phải như Cộng sản, không phải đối kháng một mất một còn, mà đối kháng giải quyết cái mâu thuẫn
trên cái căn bản là bảo vệ cái quyền lợi của Hoa Kỳ ở trên thế giới và bảo vệ cái gọi là bảo quốc an dân cho Hoa Kỳ. Đó. Chứ không có một cái chuyện mà kêu bằng những cái âm mưu mà kêu bằng lật đổ trước phế với nhau. Trong thời kỳ sau anh em chúng tôi sẽ trình bày phân tích, không có cái chuyện mà thượng viện có thể trước phế được tổng thống Trump, dù là ông ấy đã tuyên bố là mãn nhiệm kỳ và tạo điều kiện cho ông Biden lên làm tổng thống. Đó là cái văn minh, cái tốt của nền dân chủ, cái của nền tự do là ở đó. Chúng ta đừng có đứng hoàn toàn một phe, nhìn chỉ một hướng mà thấy Hoa Kỳ này trở nên yếu bởi vì có nhiều gây cấn trong nội bộ. Xin quý vị đừng, chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị và hẹn gặp trong những kỳ phân tích tới.